Giang ơi. Vâng. Cường đâu? Cường đã vào cùng ạ. Thế đi tìm các cùng công việc gì? Đi tìm các cùng cho xin hỏi nhưng mà... Đi đây đi. Thằng Cường đâu rồi? Cường đang vào cùng ạ. Vào cho từ lâu chưa thấy gì? Anh chào cô. Thế là Cường đâu? Đây ạ, đang vào cô ạ. Hết đứa lò bảo đứa kia là đang vào từ bao giờ chưa thế nào? Cụ con già bây giờ đi chậm. Thế mày ra chiều vào? Vâng. Còn con tên là Giang, hôm nay con... Tôi biết anh Giang, anh đi tìm tôi có việc gì, bố anh có khỏe không? Con đi tìm tôi có việc gì, gia đình mình nhân còn các cụ có thiếu, điều gì không ạ? Mẹ mày thế nào? Con, bố con thì... Đấy, bố điện lời các cụ. Mày có, cái nhớ mày có thương mẹ mày không? Con thương lắm của tôi à. Thương mà lại ăn mặc thế này. Con biếu cụ ơi. À. Dạ. Thương mà ăn mặc nhớ nhanh thế này à? Vì mùa Covid cụ ạ. Sao này mùa Covid nha? Thế nên là con thất nghiệp ở nhà. Nhung ơi. Cụ nhà mình đấy. Lui đi con. Cụ nhà mình đấy. Cụ nhà mình đấy. Ôi trời ơi. Cụ ông. Điếc thế này. Cụ đây. Cụ à? Thế chị có khỏe không? Con khỏe. Ôi trời ơi, sắp chết đến nơi rồi mà đi làm gì tìm thầy tìm mu. Để cho các cháu đi là được. Bây giờ đây về nhà về cửa chị phải bảo các cháu chị nó chịu khó chịu thương mà làm ăn vào. Thế cứ ở nhà Covid nó bảo Covid nó ở nhà nó chơi à. Covid người ta không cho đi làm, giờ người ta còn bảo nghỉ mấy ngày nữa. Sao lại nghỉ mấy ngày nữa thì lấy gì mà ăn? Chúng nó đi công ty thì người ta bảo nghỉ mà lại còn... Khổ thế, mà phải kèm cặp chúng nó vào. Vâng. Bây giờ mẹ nó chết thì phải kèm vào. Thì con chả kèm thì ai nó kèm. Thế dạo này nó còn đấy ngoan chưa? Dạo này cháu ngoan rồi. Thế nhưng mà con hỏi người là thế này, thế vợ chồng nhà nó thế nào? Vợ chồng nhà thằng ấy Giang gì? Con Giang con biếu cụ quá. Cháu đang hỏi cái biết thì mày mới biếu. Hảo. Gian qua. Ơi, anh Hòa biếu cụ. Thế thằng Cường nó đã lầm đấy cho chắc. Thế không chào cụ câu à thằng Cường đéo. Thế giờ đây về nhà về cửa con bảo các cháu nhà mình nghèo. Mẹ con mất sớm. Bây giờ đây bà ơi già rồi bà yêu bà trông được năm nào bà nhìn đi chung mây hạnh phúc đừng cãi cọ nhau là bà sướng. Thầy bảo các cháu nhà mình đến nơi đến châu người ta không cười con nhá. Thế còn mai mốt mà chị ôm cái là u mang chị đi luôn. Thế mang con đi làm gì sớm đấy. Trời ơi, nói thằng biết chán. Đấy nó mang con sống lại sớm đến chỗ xưa của cô à. Năm nay mới qua đây 93, 94 mà vẫn bảo là con vẫn thêm mấy chục năm nữa. Không. Thì tao bảo con còn sống 150 cơ mà. Tôi bảo là bao giờ chị ốm yếu là tôi về tôi đón đi luôn. Chứ tôi không phải tôi đón bây giờ cứ không khẩu thế này. Giang này này, tôi u cứ che chở cho con được ngoài 100 lần trước. Chắc chắn cái biết này nó mừng. Để thế còn các con, các cháu nhà mình cho nó phân khởi gì? Vâng. Thế bọn mày có thích bà sông dài các con? Có. Để cho con lấy chỗ xưa. Thế các cháu ngoan là các cụ sướng đấy. Thế còn cụ thì chết lâu rồi nhưng bà con còn sống, bà con vất vả nhiều lắm. Đẻ con ra mà tiễn con lên đường, nuôi con nuôi cháu vất vả thế này. Bà con khổ chứ không sướng gì đâu. Thì thôi là các cháu già lớn rồi thương bà, bù chi bù chít cho bà con nhé. Các cháu nó thương lắm. Đây nói một đằng dòng điếc cha đẻ đấy. Ôi giời điếc thế mà vẫn muốn sống thêm mấy chục năm nữa. Năm nay con mới có độ 93. Năm nay 93, 94 rồi. 93 mà đòi sống 150 tuổi. Các cháu 150 tuổi. Còn lúc mấy bọn này chết bố nó trời.
150 tuổi thì bọn này nó chết lâu rồi. Ơi, cho con hỏi con ở đây nào? Ê, cũng yêu năm cháu à, nhưng mà dạng này chịu thôi. Thương anh em đùm bọc con nhá, không được chơi bờ bé dưới này, sầu lão để lại cho người ta. Thế nên là đấy anh em bảo nhau, còn ta tính là thằng Cường có xuống đây giặt cho cụ mấy hôm. À, lấy cụ. Vâng ạ. Có thật không đấy, để tôi còn biết không này, tôi về tôi đón đi thì này. Kêu. Thôi anh mới trêu thôi cụ ạ. Đồ cho các anh đi. À Cường. Dạ. Bây giờ thì con cháu nó qua trẻ người non dạ. Nó chẳng biết là cụ bảo thế nào. Mà già thế này đi làm gì? Để cho các chắc nó đi có được không? Con Hà hay thằng Cường hay là thằng Giang, các cháu nó có tâm nó đi là được. Mình già mình yếu rồi, đi rồi tàu xe con dọc đường nguy hiểm lắm. Con muốn đi để xem là bố mẹ nó về thì bảo thế nào. Có thầy u nó lại ấy chưa chen được. Thế dưới này các cụ già là cứ chen bằng chết. Thấy chưa? Thế nào đây cứ chen mà lên là sướng rồi. Thế các cụ bảo thích cụ ở đâu của tôi hiệp hòa. Thế nào cũng vơ cuốc vơ cẩy đánh nhau túi mua mà đi giả. Còn hôm này chờ đợi lâu. Thế thôi thì gặp các cháu cũng sướng mà. Vợ chồng nhà cháu Cường ấy làm ăn đợt này thấy vất vả thế là cháu. Có đồng tiền bát gạo gì? Thế thì cụ dặn này, thế hỏi rằng là cái sổ đỏ nhà cháu đâu? Thế sao không làm đi? Con không đi, bây giờ con phải nhờ về Trần Gian, con nhờ cán bộ, con nhớ chưa? Không phải tự con làm được sổ ngay đâu. Thế có cần cụ phục hộ chăn nuôi, nuôi lợn, lợn chết, nuôi gà, gà toi không? Lại cụ con nuôi nó sống không? Lại cụ thôi, cụ thì cứ phục hộ cho cháu, nó nuôi đứa nào được nữa, nuôi gà, nuôi lợn như vậy. Cụ hỏi mày thế à? Đây, cái câu đấy thì lại nghe rõ thế đấy. Thế mà nói nào ấy các cụ thì này chả biết gì. Cháu phải bảo cụ ơi, vợ chồng con kinh tế không có, bây giờ nhà cửa chúng con vay mượn chăn nuôi. Thôi cụ thương cháu, giờ bà còn sống thì cụ thương chúng cháu. Cháu có ba anh bác để cho còn bao hiếu cho cụ. Bây giờ một ngày một yêu cụ già, con nhớ chưa? Chúng con thì trông chờ cụ thôi, thì cụ đợi cho cháu nào nữa nào cũng không chết chóc. Thế rồi thuận buồn chứ gió, buôn bán thì đắt hàng. Để cho con bán để gặp may mắn cho con đắt. Nhớ chưa cháu? Gian qua các cháu tôi đợi đi bằng được cái lũ vịt già. Lên con mừng quá, con đang bị bảo đợi cụ lâu quá. Mày bảo đi về cơ mà. Đấy, con đang bảo đi về, nhưng con ở đây con đợi cụ già thì con bảo về. Các cháu nó cứ bảo con về không tối. Thế thì con đã ra mãi kia ngoài cái con ngồi vậy. Giá mà bó ra ngay rồi mình ngồi ngoài. Chưa, tôi cứ ngồi đây, tôi bảo chen bằng được. Không thì chị già rồi, đi lại phương tiện nó khó. Thế thôi bảo lên gặp cái trụ chứ không rồi mà. Lúc lôi về rồi thì mai đi làm sao được nữa. Thế và đây các cháu nó còn chăn nuôi, bây giờ nó nghỉ được vài bữa công ty chứ vài bữa lo bằng này nó phải đi làm. Thằng kia lại chăn nuôi gà vịt trông nom con cái, con này phải đi làm. Chứ mình có ở nhà đâu, thế là ta nghĩ con vẫn còn bé nhất cái tòa này, ta lên sớm. Mà ít tuổi nhất đây mới có 93, thế này 94 bảo thôi lệ. Chứ còn các cụ này nhiều tuổi thì ở lại. Có ít tuổi thì nhớ về. Thế còn về là lại đi, thắp hương biếu cụ. Thế còn đây dòng dọt năm nay nhà mình không ai dòng màu nữa rồi à? Bây giờ thì cây lúa rồi. Thôi các cháu ở Trần Giang cứ đi công ty cũng được, còn hơn là ở nhà cấy bà cỏ bà hào, phụ đậu cho khỏe mạnh vợ chồng con cái ấm êm là được. Còn con đấy đừng suy nghĩ gì, các cháu nó hiếu thảo, nhà mình nghèo nhưng các cháu ngoan lắm. Các cháu thì ngoan, nhà nào cũng ngoan.
chả thế nào mà cả nhâm cãi bà câu nào, nhưng mà các cháu thì ngoan lắm. Nhưng mà kinh tế không có. Kinh tế hèn yếu. Đối với các cháu. Nói là hèn yếu gọi là không có. Đánh giá cháu mình thấp quá. Vâng. Bảo các cháu làm ăn là kinh tế nó cũng không gặp may cho các cháu thôi. Chứ đừng nói là các con các cháu mình hèn, thời buổi này chẳng ai hèn. Các cháu nó cũng dám làm ra mấy, nhưng mình làm với chân chính còn hơn là làm với thất tê nhân thất tức còn ạ. Nghèo các cháu nó nghèo đi nhưng mà nó rồi sẽ đi lên. Con cứ đi về đây. Chào cụ nha. Cụ hộ cho cháu. Con là vợ chồng thế nào mà chán không quá. Vợ chồng thằng Giang thì không phải là chán. Đứa nào mua cái này đây. Con đi làm mua đây ạ. Mua làm cái gì thế nhà. Thế bây giờ con hỏi này. Bây giờ tốt nhất theo cụ ấy sang nói chuyện với ông bà ấy xem thế nào. Ông bà nào? Vợ Nga con ở đó. Nga là cái vân ạ. Mày bây giờ mày định đón đứa nào? Mày định đón con Vân hay mày đón con Nga? Con thì vẫn muốn nhà Nga về, vợ chờ Nga con về để cho con cái. Sau này, đây này lúc lấy thì mẹ xong rồi lại vợ. Mày mẹ thấy con không thấy được. Thế còn con Vân? Con thì về đây thì không quan tâm gì đến con và con của con. Thế nên cháu bây giờ là biết sai rồi. Thế là quyết định đuổi ngay con Vân ra đường. Và lôi con Nga về có phải không ở thằng ấy Hường? Và lấy ra cái định như thế rồi. Thế nhưng mà còn cái con Vân ấy thì bây giờ cháu định giải quyết con Vân thế nào? Bây giờ mày phải quyết định, mày bảo cụ ơi bây giờ con phân nó như thế này thì cụ xem thế nào. Cụ hỏi mày, mày để hỏi cụ. Bây giờ cho thằng Thế Cường ở ngoài lấy cuộc cháu trả lời xem là lên đón đứa nào hơn. Cường con à. Như bây giờ con Nga nó giải quyết dứt điểm rồi. Con Nga thì nó thằng này thì nó muốn đón con Nga về. Nhưng mà con Nga không muốn về thì theo cụ bây giờ là nó lấy vợ mới hay là nó đón con Nga về. Đấy, nó muốn là muốn hỏi cụ. Nhưng mà sai là lời giống nhà mình. Nó có đánh đập chửi bới gì đâu. Này nó lành lắm cụ ạ. Thế nhưng mà ngủ với con Vân thế nào? Con Vân thì con Nga nó bỏ đi thì cưới con Vân về. Con Vân nó chán nợ đời quá thì nó về thôi. Đấy. Thôi, theo như cụ này phải xem ấy. Nếu lúc mà chưa xảy ra nó về nhà nó thì mình phải có biện pháp là xem kêu cầu các cụ với nội với ngoại nhờ người ta sang mai mối nói lại với gia đình người ta. Thế bây giờ đấy, cháu vẫn còn yêu con Nga chứ gì? Con thì con cũng không yêu con Nga, nhưng mà con vì con thì cái tốt nhất theo cụ là cứ gọi con Nga về sang xin lỗi gia đình nhà người ta một câu. Con nhớ chưa? Cho người lớn sang nói chuyện hẳn hoi tử tế có đầu có đuôi. Thôi thì ấy, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Con nhớ. Người ta hát có bài câu ca dao rồi. Bánh đúc lào bánh đúc có xương. Gì kẻ lào mà thương con của chồng. Thế nên gọi về để cho con cái cho nó đỡ khổ. Rồi vợ chồng làm lại thì cũng run rủ cho về với nhau. Nhưng không nhờ người lớn thì không thể nhà người ta chấp nhận đâu. Thế liệu nó có về thế mày sao mà hỏi? Run rủ cho chúng nó. Bây giờ phải có người lớn nói chuyện. Nói hết thì đã về bà nào. Con nhớ chưa, phải nhờ người sang gọi. Xong rồi chúng nó về với nhau, tao làm cho nó tình cảm lại rồi đăng ký kết hôn lại. Thì mày tính thế nào cho chắc mày đỡ khó? Thì con cũng bảo như thế. Bây giờ nó còn hai đứa con nó đấy. Một đứa thì mới lên 6 con 7. Nhưng một đứa thì bây giờ hôm nay nó được ngoài 10 rồi. Thế thì bây giờ thì mẹ nó về thì mẹ nó lại chắc hơn gì nữa. Đúng không chứ? Thế, cái gì mẹ nó mới lấy thì con trình bày với mẹ thế này nè. Mới lấy về đến nhà, cái còn nó không trông ngon gì cái đứa này.
không con nó còn trả chồng nó đâu, chồng con anh. Thế thì thằng này thì nó cũng đấy, nó con nó có đuổi thật, thế nhưng mà nó đuổi là đúng con là chồng, nhưng mà cũng chả bây giờ còn ăn với bọn chồng bây giờ cùng bọn ngủ cũng chả có ngủ cùng, nó như giấy trong cháu đâm nó dâu vật vào cái con nó thở thôi. Theo cụ cứ để nhờ người sẽ nói chuyện cho các vị đó rồi luôn đủ cho nó sẽ nghĩ lại, còn nhớ chưa hai mặt con rồi. Có toàn thì con cứ nhờ các bác đó, cô dì chú bác đến nói chuyện, chứ con già rồi con đừng đến nói chuyện nữa, lời cái nó coi thường mình. Con thì không có người nói thôi, con không đi được, bây giờ nó ở tận trong Nam cơ. Không, nói chuyện nhờ cái người, nó nói chuyện bằng cái điện thoại cũng được. Người ta nói chuyện nó có đầu có đuôi được, các cụ sẽ lôi được về. Thế này nè, thế là cụ cứ giúp, cụ cứ chỉ bảo cho nó là phải về mấy con nó là nó về thì chúng con nhớ cho có người nói thôi. Còn bây giờ phải run rủi cho nó, phải có người lời ăn tiếng nói, bắt đầu kệ nó, còn nó găng kệ mẹ nó, chứ có cụ xoa mắt xong có gì nó nhớ con nhớ cái nó về thăm. Thế xong bắt đầu các cụ cho đi gì 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 thì cũng có năm mà nằm với nhau, tự nhiên này chữa lại tiếp tục lại sản phẩm, thế là thôi chứ gì. Nhớ chưa? Thế thôi con Cường hộ cụ cái này nhá. Già giờ thì quê bà con yếu đấy, còn con đây Hà cứ yên tâm phụ hộ cho. Hoàn thôn bà con đi ra xe đi. Ê, xe nó đến rồi đấy. Cụ ơi, đi con hỏi là thế, cho con hỏi là mấy đứa chắc đứa cháu đứa con nhà con ấy nó thế nào? Con biếu cụ rồi con. Cụ ấy biếu rồi con gì? Con Thảo này. Cụ ấy biếu 100 đâu bây giờ. Con gái nó, con Yên này. Nó biếu cụ. Đây hai con vịt đây. Vâng, hai thằng sinh đôi này. Hai thằng ấy cũng nhông nhặng đâu. Vâng. Đấy thì cụ xem chúng nó thế đây nào, ngoan ngoãn không? Chúng nó ngoan. Còn đây là tiền này, là tiền của thằng ấy Giang này, tiền này của con Hà này, hai tờ này là của tờ là 100 là hai đứa này. Thế là con trả cái đồng nào biếu u kia thôi, kia đúng không? Bắt đầu nó biếu u lấy tiền là đi ăn sầu, cứ yên tâm một u phụ họ. Mà chị ở với tôi ấy, ngày xưa chị khổ chị có trách gì không? Không, con thì em trách mẹ thế nào? Vì khổ quá, ở chị phải băm bèo, thái rau, đủ thứ. Thế thì là dâu là con, chắc thì cũng bỏ cả băm bèo, thái rau thì làm thế nào. Nay chúng nó kể với chúng nó là ông các cụ già rồi. Thế thì con gửi yêu nhá. Kỵ cầm về. Và đưa cho thầy con, và đưa cho thầy con một tí để thầy con uống nhiều. Đây dâu, ở với dâu dâu, cầm về mà uống ăn miếng bánh đúc. Thôi. Cháu ở đây, cháu các cô, cháu ơi, cha bố thằng đứa con không biết đường mà hỏi được. Ơi, chú có mày đi về cụ giấy cho mày. Con gửi cho bố Vinh mẹ tiếp. Con gửi cho bố Vinh mẹ tiếp. Đi về cụ giấy nhá. Đây nó gửi cho bố mẹ nó. Gửi cho bố mẹ con, bố Vinh mẹ tiếp con ạ. Đây này gửi cho bố mẹ mày à? Đây con gửi cho bố mẹ con. Ông con gái người à? Vâng. Gái này đéo. Bà các cô mà con gái nhầm tôi cháu chắc tôi đi lấy chồng luôn nha, cháu ra mình ra, ba cái cụ phụ hộ cho con nhá.